các bạn, hôm nay mình sẽ sử dụng chương trình AutoCAD 3D 2013 để mình tạo nên một cái cầu thang có hình xoắn trong ốc. Thì trước khi tạo nên cầu thang hình xoắn trong ốc, chúng ta sẽ giới thiệu sơ lược về giao diện của chương trình AutoCAD 2013 ở dạng 3D. Thì đây, các bạn có thể thấy được đây là giao diện của chương trình AutoCAD 2013 dưới dạng 3D. Về cơ bản, nó giống như giao diện của 2D, chỉ khác ở thanh Ribbon. Trong thanh Ribbon ở giao diện 3D, nó chứa những thanh công cụ giúp cho các bạn có thể thao tác 3D dễ dàng hơn. Về cầu thang xoắn tròn ốc, sau khi chúng ta tạo nên cầu thang thì cầu thang chúng ta sẽ có hình dạng như thế này. Đây là một trong những loại cầu thang rất là phổ biến trong những căn nhà phố có diện tích chật hẹp mà muốn được thiết kế theo phong cách hiện đại. Ưu điểm của cầu thang này là rất là tiết kiệm diện tích và thi công rất nhanh. Để các bạn tiện theo dõi và thực hành về cách tạo nên cầu thang hình xoắn tròn ốc này, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích cầu thang. Phần thứ nhất chúng ta cần phải tạo nên cái cầu thang, đó chính là bậc thang. Đây chính là hình dáng của bậc thang. Vì chi tiết của kích thước thì các bạn vui lòng theo dõi trong quá trình chúng ta vẽ. Phần thứ hai các bạn cần phải tạo, đó chính là bệ đỡ. Bệ đỡ có nhiều ý tưởng khác nhau để tạo nên bệ đỡ. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng loại bệ đỡ có kích thước đơn giản. Phần thứ ba các bạn cần phải tạo, đó chính là thanh chống và tay vịn. Và phần cuối cùng để tạo nên cầu thang xoắn tròn ốc này, đó chính là trụ đỡ thân thang. Đó chính là 4 phần mà các bạn cần phải tạo nếu các bạn muốn thiết kế nên cây cầu thang xoắn tròn ốc này. Tiếp theo chúng ta nên nêu một cái file mới. Phần thứ nhất chúng ta sẽ tạo nên bậc thang. Để tạo nên bậc thang, trước tiên các bạn vẽ một cái đường tròn circle. Các bạn chọn tầm và bạn nhập bán kính 150. Tiếp theo các bạn vẽ thêm một đường tròn circle nữa. Tâm trùng với tâm của đường tròn ban đầu. Và bán kính các bạn cho là 1000. Sau đó các bạn dùng lệnh line để vẽ một đường thẳng, bắt đầu từ tâm của đường tròn đến 1/4 góc phải của đường tròn. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng lệnh xoay Rotate. Chọn đối tượng là đường thẳng. Baseball, tâm xoay chúng ta chọn trùng với tâm của đường tròn. Chúng ta sẽ kết hợp lệnh xoay với lệnh Copy để chúng ta tạo một đường thẳng nữa, cách đường thẳng ban đầu 30 độ. C Enter và chúng ta nhập 30. Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng lệnh Trim để chúng ta trim bỏ đi những thành phần không cấu tạo nên cái bậc thang của chúng ta. Đây là giai đoạn các bạn đã hoàn thành xong hình chiếu của cái bậc thang. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển từ hướng nhìn top, hình chiếu bằng, sang ý dạng 3D SW Isometric. Mình dùng thanh công cụ Fresh Boom để mình tạo phương chiều cao cho bậc thang. Ở đây mình sẽ cho bề dày của bậc thang là 50. Chúng ta chuyển sang kiểu nhìn Realistic để các bạn dễ theo dõi. Giai đoạn này chúng ta đã tạo xong hình dạng cơ bản của bậc thang. Tiếp theo mình sẽ tạo bệ đỡ của cái bậc thang này. Để tạo nên bệ đỡ có kích thước phù hợp, chúng ta nên tận dụng lại kích thước của cái bậc thang. Trước tiên chúng ta xin chuyển về hình chiếu đứng Front. Về bệ đỡ chúng ta sẽ cho bệ đỡ nó dài 700. Từ đầu mút của bệ đỡ chúng ta sẽ vẽ một cái đường thẳng theo phương thẳng đứng hướng xuống 50. Tại end bone mé bên trái của đường thẳng chúng ta sẽ cho một đường thẳng hướng xuống 120. Và sau đó chúng ta nối hai end bone của hai đường thẳng mới vừa tạo. Bên trong chúng ta có ý tưởng tạo những cái đường tròn trong bệ đỡ này. Để làm được điều đó, chúng ta nên vẽ một cái lệnh line từ trung điểm của đường cạnh thẳng đứng đến trung điểm của cạnh thẳng đứng bên đây. Tôi muốn tạo 4 đường tròn chia đều trên đường thẳng này. Trước tiên, chúng ta sẽ dùng lệnh divide. Chọn đối tượng chúng ta chia là đường thẳng và chúng ta sẽ chia đường thẳng này thành 5 đoạn bằng nhau. Dùng lệnh ptmod để hiển thị những cái khoảng cách chia. Và chúng ta cho khoảng thông số là 2. Những cái chữ thập giúp chúng ta phân biệt được những đoạn được chia đều nhau. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng lệnh circle. Tâm của đường tròn chính là trùng với vị trí chữ thập này. Và bán kính, giả sử trong trường hợp này mình cho bán kính lớn nhất là 40. Tiếp theo circle, bán kính là 35. Circle, bán kính 30. Và cuối cùng circle, bán kính 25. Đến giai đoạn này thì đường thẳng này các bạn không còn sử dụng nữa, nên các bạn có thể chọn và delete. Những chữ thập để các bạn có thể ẩn nó xuống, các bạn khai báo lại lệnh PDMODE và cho thông số là 0. Đến đây các bạn đã tạo được hình chiếu 2D của bệ đỡ. Sau đó chúng ta sẽ chuyển từ hướng nhìn Front sang hướng nhìn 3D chuẩn SW Isometric. Tương tự như bậc thang, chúng ta sẽ sử dụng thanh công cụ Fresh Boom để chúng ta tạo ra bề dày cho bệ đỡ. Và trường hợp này chúng ta sẽ cho bề dày khoảng 30 đơn vị. Đến đây các bạn đã tạo xong hình dạng cơ bản của bậc thang và bệ đỡ. Để chúng ta dễ hình dung, chúng ta sẽ dùng lệnh Move. Chúng ta di chuyển bệ đỡ vào đúng vị trí so với bậc thang. Chúng ta sẽ move với Baybone, chúng ta sẽ chọn là trung điểm của cạnh mé trên của bệ đỡ. Và chúng ta sẽ di chuyển vào trung điểm của mặt dưới của bậc thang. Tới giai đoạn này, khi các bạn dùng Orbit để các bạn xoay kiểm tra thì các bạn sẽ phát hiện ra một vấn đề. Đó chính là bệ đỡ không nằm ở vị trí cân bằng so với bậc thang. Để giải quyết trường hợp này, chúng ta sẽ có cách giải quyết như sau. Trước tiên, chúng ta dùng UCS World để đảm bảo hệ trục tọa độ OSI trở về chuẩn. Tiếp theo các bạn sẽ sử dụng lệnh xoay Rotate. Chúng ta sẽ xoay bệ đỡ với vị trí trùng với vị trí Baybone khi chúng ta move khi nãy, tức là trung điểm. Xoay Rotate. Khi này chúng ta không biết góc xoay là bao nhiêu để cho bệ đỡ nằm đúng vị trí, nên chúng ta có thể dùng một trong những lệnh mở rộng của lệnh xoay, đó chính là reference. Mình khai báo lệnh reference, error, enter. Tiếp theo mình sẽ chọn tâm xoay. Mình dùng Orbit để mình xác định điểm định hướng phần phía đầu của cái bệ đỡ, đó chính là trung điểm. Từ trung điểm này mình sẽ cho trung điểm này thẳng hàng với trung điểm của cái bậc thang. Rồi. Tiếp theo các bạn có thể dùng Orbit để các bạn kiểm tra. Thì khi này bệ đỡ và bậc thang đã nằm đúng như vị trí yêu cầu. Mình có thể mua bậc thang đi để mình xóa đi đối tượng 2D ban đầu của mình. Phần tiếp theo chúng ta sẽ tạo nên tay vịn và thanh đỡ tay vịn. Về thanh đỡ tay vịn thì các bạn có thể dùng lệnh cylinder vẽ hình trụ. Tay vịn chúng ta sẽ cho bán kính đáy của tay vịn là Error 10 và chiều cao 800. Trên mỗi bậc thang chúng ta có 2 thanh đỡ tay vịn. Chính vì vậy chúng ta sẽ sử dụng lệnh cylinder một lần nữa. Với bán kính vẫn là R10, nhưng chiều cao chúng ta cho 600. để tạo nên hình dáng của tay vịn, tạo nên những cái hoa văn trên đó. Chúng ta có thể sử dụng nhiều cách. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng lệnh helix tạo hình xoắn trong ốc. Chúng ta sẽ sử dụng helix với tâm của helix sẽ trùng với tâm đường tròn đáy của hình trụ. Base radius của helix chúng ta sẽ cho trùng với bán kính đáy hình trụ là Error 10. Top radius, bán kính đỉnh của helix cũng sẽ là Error 10. Đến giai đoạn này chúng ta sẽ sử dụng Turn, quy định số vòng xoắn, và mình sẽ cho khoảng 25 vòng xoắn. Chiều cao của helix sẽ trùng với chiều cao của hình trụ. Tương tự như bên đây, chúng ta khai báo lại helix một lần nữa. Bán kính Error 10, bán kính đáy, bán kính đỉnh Error 10, số vòng xoắn 25 và chiều cao trùng với chiều cao của hình trụ. Đến đây chúng ta có thể tạo tiết diện 2D là một đường tròn có bán kính là 2.5. Mình sẽ sử dụng lệnh Sweep. Đối tượng 2D theo đường dẫn chính là hình helix chúng ta vừa mới tạo. Sau khi dùng lệnh Sweep, các bạn nên chờ một khoảng thời gian cho AutoCAD xử lý. Sau khi Sweep đã tạo nên hình dạng 3D xong, chúng ta có thể dùng lệnh Subtract để chúng ta trừ khỏi hình trụ cho cái hình dạng xoắn ốc chúng ta mới vừa tạo nên. Tương tự như trường hợp bên đây, chúng ta làm tương tự như bên kia, chúng ta tạo nên một đường tròn đóng vai trò là tiết diện 2D, bán kính là 2.5. Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng lệnh Sweep, chọn đối tượng 2D là đa tuyến kính, và sau đó chúng ta sẽ chọn đường dẫn Sweep Path, và lại phải chờ một khoảng thời gian. Tiếp theo chúng ta dùng lệnh Subtract, chọn khối bị trừ, đó chính là hình trụ, và chọn khối trừ, đó chính là hình xoắn trong ốc. Các bạn sẽ được hình dạng như thế này. Mình muốn tạo ra những hình cầu để sau này mình render lên nhìn cho nó hấp dẫn, thì ở đây mình có thể dùng lệnh Sphere. Mình tạo ra một hình cầu có bán kính là 20 và mình move lệnh. Tâm của hình cầu này sẽ trùng với tâm đáy của hình trụ này. Tiếp theo mình sẽ sử dụng lệnh Sphere. Mình sẽ tạo nên một hình cầu nữa có bán kính 15 và tương tự mình cũng move vào trùng với tâm. Mình sẽ sắp xếp vị trí của những hình cầu. Xong một phía. Sau đó mình sẽ sử dụng lệnh Mirror 3D. Chúng ta sẽ mirror hai hình cầu có bán kính R15 bên dưới thông qua mặt phẳng. Mặt phẳng đó đi qua tâm của hình cầu có bán kính 20 bên trên. Sau đó chúng ta sẽ move tất cả các hình cầu này đi lên phía trên. Chúng ta copy, tạo thêm một số khối nữa. Tương tự như vậy, từ đây chúng ta có thể dùng lệnh Copy để chúng ta copy những hình cầu trên hình trụ thứ nhất sang hình trụ thứ hai. Đó. Tới đây, mình đã tạo xong những cái trụ đỡ của cái tay vịn. Bước tiếp theo mình sẽ move, di chuyển những cái trụ đỡ này vào đúng vị trí trên bậc thang. Thì để tạo nên một cách để di chuyển bằng một cách dễ dàng, chúng ta nên chọn về kiểu wireframe. Chúng ta có một ý tưởng đó chính là chúng ta sẽ vẽ một cái lệnh line. Lệnh line này sẽ đến đây và mình mirror. Ok. Sau đó mình sẽ move hình trụ này với tầm đáy trùng với line này, và tương tự trụ bên đây chúng ta move với tầm của đáy trùng với đường thẳng trên đây. Tiếp theo chúng ta sẽ move thêm một lần nữa vị trí này, chúng ta sẽ cho trùng với đầu mút của đường line và tương tự đối với hình trụ bên đây. Đến đây chúng ta có thể bỏ đi hai đường thẳng này, chúng ta chuyển về dạng Realistic. Như các bạn thấy, chúng ta đã sắp đặt vị trí của ba bộ phận, đó chính là thanh đỡ tay vịn, bậc thang và bệ đỡ vào đúng vị trí. Đến lúc này, để chúng ta dùng lệnh để chúng ta tạo nên những bậc thang khác, thì trước tiên chúng ta nên trang trí lại những cái bậc thang và bệ đỡ cho phù hợp với yêu cầu thiết kế. Trong trường hợp này thì những hai mặt này là vuông góc với nhau, chúng ta sẽ sử dụng lệnh Fillet để chúng ta làm trơn mặt. Fillet, chúng ta khai báo bán kính. Bán kính bo trong trường hợp này chúng ta sẽ cho là 20. Chúng ta sẽ bo cạnh này, giao giữa hai mặt và chúng ta enter một cái. Những cái cạnh khác chúng ta cũng muốn bo bằng một cái bán kính 20 bằng với cạnh trên đây, thì chúng ta sẽ sử dụng chain, chuỗi những bán kính bằng nhau. Chúng ta nói chúng ta cần bo mặt này, mặt bên đây. Tương tự mặt bên đây và mặt bên đây. Sau đó chúng ta enter thì chúng ta sẽ được cái bậc thang có dạng bo như thế này. Tiếp theo tương tự đối với bệ đỡ, chúng ta cùng sử dụng lệnh Fillet, F enter, Error enter, và bán kính bo lúc này chúng ta sẽ cho là 10. Mình bo cho cạnh này. C enter một lần. Sau đó mình khai báo C, viết tắt của chain, chuỗi những cạnh có cùng bán kính bo. Cạnh thứ hai, cạnh thứ ba, cạnh thứ tư và cạnh thứ năm. Chúng ta sẽ được hình dạng như thế này. Về cơ bản cho tới giai đoạn này chúng ta đã tạo xong. Chúng ta đã tạo xong 3 thành phần. Tiếp theo, từ đây là một module, chúng ta sẽ tạo nên những bậc thang khác có hình dạng giống y hệt như module này. Trước tiên các bạn cần vẽ một đường tròn. Đường tròn khi đó có tâm sẽ trùng với tâm của một cung tròn của bậc thang mé bên dưới, và bán kính cũng vẫn là 150. Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng lệnh helix một lần nữa. Helix lúc này có tâm sẽ trùng với tâm của đường tròn. Bán kính đáy chúng ta sẽ cho 150. Bán kính đỉnh chúng ta cũng sẽ cho 150. Quy định số vòng xoắn, T enter, Turn, và chúng ta chỉ cho duy nhất một vòng xoắn. Và chiều cao sẽ là chiều cao của một tầng nhà, 3600. Khi đó helix này sẽ đóng vai trò là đường dẫn của cái trụ đỡ thân thang. Tiếp theo, để chúng ta tạo ra những cái module khác giống như module ban đầu, thì các bạn cần phải làm một thao tác, đó chính là các bạn hợp lóc ba thành phần này lại. Mình dùng lệnh block. Mình khai báo tên. Giả sử mình đặt tên là số 1. Big bone lúc này sẽ trùng với cái end bone của cái helix. End bone máy bên dưới của helix. Và select object, chúng ta sẽ chọn block tên số 1 cho bậc thang. Và chúng ta OK. Tương tự như vậy, chúng ta khai báo block một lần nữa. Chúng ta đặt tên là số 2. Base bone vẫn là end bone của helix. Và select object, chúng ta sẽ chọn cho cái bệ đỡ. Chúng ta OK. Tương tự thêm một lần nữa, chúng ta đặt tên là số 3. Baseball vẫn như baseball hai lần đầu. Và select object lúc này, chúng ta sẽ chọn cả hai cái thanh đỡ của cái tay vịn. Và chúng ta OK. Đến giai đoạn này, để chúng ta tạo nên những module khác giống như module ban đầu như thế này, chúng ta có một ý tưởng, đó chính là chúng ta sẽ dùng divide để chúng ta chia lệnh helix, đường helix này thành những đoạn bằng nhau. Kết hợp với điều đó, chúng ta sẽ chèn block vào trên thanh này nhờ thông qua lệnh divide. Cách thực hiện như sau. Bước thứ nhất, các bạn dùng lệnh divide viết tắt div. Bước thứ hai, các bạn chọn helix để các bạn chia helix. Bước số 3, dòng comment kêu chúng ta hãy nhập số đoạn cần chia hoặc là chèn block, thì chúng ta sẽ khai báo chữ B để chúng ta nói là chúng ta cần chèn block. Dòng comment hỏi block tên gì, chúng ta khai báo là số 1 để chúng ta chèn bậc thang trước tiên. Cho block luôn tiếp xúc với đường dẫn. Và số đối tượng chúng ta sẽ cho khoảng 10 bậc. Ta sẽ có hình dạng như thế này. Tương tự như vậy, các bạn cứ dùng lệnh divide, chọn helix, B enter, number of block to insert, chúng ta sẽ nhập số 2 để chúng ta chèn bệ đỡ và chúng ta so cho là 10. Và tương tự lần thứ 3, chúng ta cũng dùng divide, chia helix, B enter, chúng ta nhập tên block số 3 và cho 10 đối tượng. Khi này chúng ta có thể sử dụng lệnh Orbit để chúng ta xoay, chúng ta kiểm tra. Thì khi đây các bạn thấy từ một đối tượng ban đầu, từ một module ban đầu, chúng ta đã tạo nên một cái module xoắn xung quanh cái helix. Đến đây chúng ta có thể bỏ đi cái module ban đầu tiên, vì module này lúc này nó sẽ trùng với mặt đất của chúng ta. Đến đây chúng ta còn hai thành phần chúng ta cần phải hoàn thiện. Thứ nhất, chúng ta cần phải tạo nên tay vịn, và thứ hai, chúng ta cần nên trụ đỡ của thân thang. Đầu tiên mình sẽ tạo nên tay vịn của bậc thang này. Để mình có ý tưởng để tạo nên tay vịn, đó chính là mình sẽ sử dụng tìm cách vẽ một đường dẫn tại đỉnh của những cái trụ đỡ tay vịn. Sau đó mình sẽ vẽ một cái tiết diện 2D và cho tiết diện đó sweep theo cái đường dẫn đó, sẽ tạo nên tay vịn của chúng ta. Thì để làm được điều đó, trước tiên để dễ thao tác, các bạn nên chuyển về wireframe. Chúng ta dùng lệnh vẽ đường uốn lượn SPL và chúng ta sẽ xác định điểm uốn là tại những tâm của đường tròn trên đỉnh của những cái thanh đỡ tay vịn. Bạn kích vào tất cả những cái tâm của những thanh đỡ tay vịn này. Chúng ta vừa tạo ra xong một đường dẫn cho tay vịn của chúng ta. Lúc này các bạn có thể chuyển sang dạng Realistic. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo một cái tiết diện 2D. Để cho đơn giản, ở đây chúng ta sẽ chỉ tạo một cái đường tròn với bán kính khoảng R15. Và các bạn dùng lệnh Sweep. Chúng ta Sweep chọn đối tượng 2D. Và chúng ta chọn đường dẫn Sweep Path. Và cũng như mấy lần trước, các bạn phải chờ một khoảng thời gian ngắn. Khi đây, chúng ta đã có được một cái tay vịn của cái cầu thang. Tại endpoint của tay vịn này, chúng ta có thể dùng lệnh Sphere để chúng ta vẽ một hình cầu. Hình cầu chúng ta có bán kính, chúng ta cho khoảng 25. Và sau đó chúng ta mua tâm của hình cầu trùng với tâm trên đỉnh của thanh đỡ. Tương tự chúng ta sẽ copy hình cầu này tại tâm và chúng ta đem lên trên đỉnh. Xong. Về cơ bản, tới đây các bạn đã hoàn thành được khoảng 80% công việc. Phần cuối cùng chúng ta sẽ tạo ra tiết diện cho trụ đỡ của thân thang. Thì khi đó các bạn thấy đường helix ban đầu chúng ta dùng để chúng ta divide những cái module này lên sẽ đóng vai trò là sweep path cho cái trụ đỡ thân thang này. Tiết diện tùy sở thích của mỗi người, ở đây chúng ta sẽ chọn một, tạo ra một tiết diện đơn giản. Chúng ta chuyển về top. Sau đó tôi sẽ tạo ra một cái đường tròn. Đường tròn của chúng ta sẽ có bán kính khoảng 100. Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ những cái đường tròn như thế này, bán kính khoảng 50. Chúng ta copy. Trim. Và chúng ta cắt bỏ đi những cái thành phần chúng ta không cần thiết. Và mình dùng lệnh Turn để mình turn nó lại, tạo thành một cái đa tuyến kính và các cạnh được liên kết. Đảm bảo các cạnh được liên kết với nhau. Chúng ta chuyển từ top về hướng nhìn 3D chuẩn SW Isometric. Dùng Orbit để chúng ta định về cái khung nhìn dễ giúp chúng ta quan sát và tưởng tượng hơn. Đến đây chúng ta có thể sử dụng lệnh Sweep. Chọn đối tượng đa tuyến kính. Chúng ta muốn vừa sweep lên và vừa tạo ra một cái hình xoắn thì tôi sẽ khai báo twist và cho vùng xoắn khoảng 300. Khi đó chúng ta sẽ tiếp theo chọn sweep path đường dẫn. Như các bạn thấy trên hình, đây là một cầu thang hình xoắn trong ốc đã được tạo hoàn chỉnh. Điểm nhấn cái cầu thang này đó chính là trụ đỡ thân thang không theo những cái hình dạng ban đầu nữa mà nó có thể xoắn theo bất cứ phương nào chúng ta. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.